cái gì hết tác dụng rồi thì nên bỏ đi thôi. Mà hiểu ý tao chứ? Một khi thằng Tùng này đã ra đi thì không bao giờ có chuyện quay trở lại. Mày đừng tưởng mày làm những cái trò mèo này mà tao không biết à? Luật gì mà đóng cái gì cơ chứ? Mày ngu hay mày giả vờ ngu mày? Muốn làm ở đây á thì phải đóng luật, rõ chưa? Thế phải đóng bao nhiêu? 500.000. Cái gì cơ? 500.000 á? Thằng nào đủ bản lĩnh ấy thì bước lên đây. Mày, tao đếm từ 1 đến 3. Thằng nào bước lên một bước ấy thì đừng trách tao cho vài lỗ trên người. Cút. Mày khá lắm. Về. Chỉ là súng giả thôi mà. Đúng là mày thằng đáng chết. Không biết trong vali này có gì, mà tại sao lá đạn lại cần như vậy? Đại ca, đây là tiền em thu được bên khu chợ của thằng Đông chị Ke. Em gửi đại ca. Tốt. Không hổng công tao tin tưởng mày. Cái tao cho, coi đưa là công của mày. Dạ em cảm ơn đại ca. Cây cho em để em đi chỉnh sửa năng suất. Em xin. Anh, em về rồi đấy. Về rồi đấy à? Ngồi đi. Dạ vâng ạ. Có lấy được hàng không? Dạ em lấy được rồi. Tốt, tốt lắm. Đúng là anh em tốt của anh. Anh cho mày, coi như là đây là công của mày. Sau giờ mày và anh Thích đi làm cho anh một việc. Cầm lại. Anh muốn em làm việc gì ạ? Mày biết việc thằng Hùng đồ tể qua cướp địa bàn của mình chưa? Dạ em có nghe qua rồi ạ. Giờ mày vào Thịnh Áo cùng một số anh em đi qua nói chuyện với nó. Nếu nó có chịu rút lui ấy. Anh à, em muốn hỏi, trong cái vali này là hàng trắng đúng không anh? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Nhưng mà tại sao anh không cho em biết chứ? Mày biết để làm gì? Việc của mày ấy chỉ là nghe lời và làm theo thôi. Đừng có hỏi nhiều. Nhưng mà anh biết thừa là em không muốn dính vào thứ này còn gì nữa. Mày không muốn dính, nhưng giờ mày đã dính rồi đấy. Việc mày cần làm bây giờ là mày bằng Thích đi lấy lại địa bàn cho tao, hiểu chưa? Anh à, em theo anh cũng 5 năm rồi, cũng vào sinh ra tử rồi, việc gì em cũng làm. Bây giờ em muốn xin anh rút ạ. Tao biết mày vì anh em đã làm nhiều việc rồi, đã vất vả rồi. Công lao của mày tao không quên đâu. Hay là mày chê chỗ này không đủ tiền nuôi mày? Em không dám như thế. Anh là người đã cưu mang em, là người đã cho em ăn, cho em chỗ ngủ, em không bao giờ quên. Nhưng mà em không muốn đâm thêm chén mướn nữa, không muốn đụng vào thứ này nữa. Nó tội lỗi lắm anh ạ. Mày là ai? Mày đã làm những gì rồi? Tại sao bây giờ mày mới thấy tội lỗi hả? Nhưng mà em không muốn đi theo nữa anh ạ. Em không muốn đâm thêm chén mướn nữa. Nó xấu xa lắm anh ạ. Đồ ngu! Mày bảo ai xấu xa hả? Được rồi, bây giờ mày muốn đi phải không? Tao cho mày đi, tao toại nguyện cho mày. Nhưng mày nên nhớ, khi mày bước chân ra khỏi đây mà gặp chuyện gì thì đừng quay lại tìm tao. Nghe rõ chưa? Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em xin phép ạ. Đại ca, tại sao anh lại để nó đi dễ dàng như vậy? Mày đi theo nó, nó làm gì thì phá vắng được cho tao. Ép nó phải quay về đây cho tao. Dạ, thưa đại ca.
Ai cho mày bán hàng ở đây? Mày đã đóng luật chưa? Luật gì? Mà đóng cái gì cơ chứ? Mày ngu hay mày giả vờ ngu mày? Muốn làm ở đây ấy, thì phải đóng luật, rõ chưa? Thế phải đóng bao nhiêu? 500.000. Cái gì cơ? 500.000 cơ? Tôi đi làm cả ngày, làm sao mà có đủ tiền đóng cho các anh được? Không có tiền à? Dừng lại. Tụi mày đến làm loạn cái khu này à? Anh Thịnh ạ, à, sao anh lại tới đây ạ? À? Mày không nhớ, tao là bảo kê cái khu này à? Dạ, em quên mất ạ, mong anh bỏ qua cho em. Biến đi, khi tao đồng ý. Đấy, em xin phép. Người anh em, đi theo đại ca sung sướng như vậy, lại không thích, mà lại thích đi làm bốc vác ở một khu chợ thế này à? Cuộc sống của tôi chọn, thì tôi chịu. Sướng hay khổ ấy, thì tôi cũng chịu được mà. Cuộc sống của tôi chọn á, cuộc sống của mày chọn là đi làm một thằng bốc vác ở khu chợ này hả? Làm một thằng đầu đường xó chợ, bộ mày thích lắm sao? Tùng sói, đại ca văn danh một thời của mày đâu rồi? Về đi, về với đại ca, mày sẽ có được tất cả. Một khi thằng Tùng này đã ra đi thì không bao giờ có chuyện quay trở lại. Mày đừng tưởng mày làm những cái trò mèo này mà tao không biết à? Này, tao vừa cứu mày đấy, mày còn chưa chịu cảm ơn tao mà còn nói những lời khó nghe đó hả? Cảm ơn, nhưng mà bây giờ mày cút đi được rồi đấy. Được thôi, rượu mời mày không uống, mày lại thích uống được phạt. Nhìn mặt tao, mày còn gặp tao dài dài đấy con à. Đại ca, có vẻ thằng Tùng sói á, nó cương quyết lắm. Em nghĩ là nó... Cái gì hết tác dụng rồi thì nên bỏ đi thôi. Mà hiểu ý tao chứ? Dạ em hiểu rồi. Tùng, mày đến đây làm cái gì? Tao đến đây để kiếm ăn với làm cái gì? Sáng giờ tao chưa có gì bỏ vào mồm cả đấy. Ở đây cũng kiếm ăn khá quá nhỉ? Vậy mà không cho tao sang đây kiếm ăn với. Mày muốn làm cái gì nữa? Mày thông minh lắm, không hổ danh là đại ca đã coi trọng mày. Nếu mày đã hiểu rồi đó thì tao cũng không dài dòng nữa. Đại ca bảo tao sang đây kêu mày về, chứ để mày đi lang thang như vậy đại ca không an tâm. Lỡ mà bọn cốm bắt được á thì rách việc. Tao nhắc lại cho mày lần cuối, thằng Tùng này đã dứt áo ra đi ấy thì không bao giờ có chuyện quay trở lại. Về nói với đại ca là tao vẫn sống tốt, mà bọn cớ mắt được ấy thì tao không khai anh em đâu. Mày nói thế là phụ lòng tốt của đại ca rồi đấy. Mày hiểu tính của đại ca mà, đừng để đại ca phải thất vọng. Mày cứ về báo lại như thế. Còn bây giờ tao xin phép đi. Khoan, đâu phải muốn đi là dễ đâu. Mày nên ngoan ngoãn theo tao về với đại ca. Mày định làm cái gì nữa? Mày đừng có ép tao về những điều tao không thích. Muốn không ép đó thì hãy theo tao về với đại ca đi. Còn không á thì đừng có trách tao. Tao không có nể tình anh em nữa đâu đấy. Coi như là tao xin mày đấy. Xin mày cho tao được làm người lương thiện có được không? Lương thiện á? Lương thiện
Tao nghe mày nói mà tao nhớ má tao quá à. Một người lương thiện muốn làm người ác thì rất là dễ. Còn một thằng đã làm điều ác như mày rồi đó, muốn làm người lương thiện thì rất là khó. Mày! Tao chỉ muốn là một người lương thiện thôi mà. Nếu từ đầu mày ngoan ngoãn nghe lời tao đi về với đại ca thì đâu có xảy ra chuyện như thế này. Còn bây giờ thì đừng có trách tao.